phía trên kia là thác Datala. Thì mình đã mua vé máng chuột để mình chuột tới cái thác này. Giá vé của máng chuột hai vòng là 170.000 cho một người lớn. Thì khi mà mình tới thác thì mình phát hiện ra cái thác này cũng khá là cao, nước chảy cũng khá là xiết, nhưng nó không có cái độ hoành tráng như mình tưởng tượng. Chụp trong hình thì người ta bảo là 7 tầng, nhưng mà mình chỉ đứng ở đây thì mình thấy cái khúc này là hoành tráng nhất nè. Rồi bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi dọc theo bờ thác xem nó có gì đặc biệt không nha. Hôm nay thì bầu trời Đà Lạt cũng không có lạnh lắm, trời khá là nắng và nhiệt độ ngoài thì cũng trên 20 độ, 20 đến 25 độ C. Thì đây là cái máng chuột mà lúc nãy mình đã tới nè. Bây giờ một lát nữa thì mình sẽ đi cái máng chuột này để quay về cái đỉnh xuất phát. Cái máng chuột khá là dốc, như là mình xem phim 9D vậy đó các bạn, nó dốc lắm á. Đường máng chuột cũng khá là dài, dài hơn ở cái máng chuột Vũng Tàu, Hồ Mây rất là nhiều luôn. Chưa lên tí rồi mình. Hôm nay là một ngày bình thường trong tuần cho nên khách du lịch cũng không đông lắm. Mình phát hiện ra cái thác này thì cái khu vực thác thì nó chảy nước rất là xiết, nhưng mà xuống dưới này thì nhìn nước chảy rất là êm. Cái độ xiết của con nước này thì mình thấy nó không có cao đâu, chỉ những khu vực rất dốc thì nhìn nó mới xiết thôi. Mình sẽ đi dọc theo cái bờ thác này. Xung quanh đây thì rừng cây rất là cao, vì nó là núi nên là rừng cây rất là cao, rất là nhiều cây thông. Mặc dù là trời rất là nắng nhưng mà vì mình ở giữa rừng cho nên gió nó cũng se mát, không có nổi lạnh nhưng cũng không có nóng, không có nắng nóng như là những cái tỉnh thành khác. Mình sẽ đi đến cuối con thác bên phía kia xem nước như thế nào. Biển báo nguy hiểm: không trèo lên đầu thác, không leo lên đá trơn trượt, không lội xuống dòng thác, không chụp hình tại các khu vực nguy hiểm. Lúc nãy thì bác tài xế taxi bảo là trước đây đã có mấy người Tây á, người ta đi du lịch khu này và đi leo núi mạo hiểm cái thác này và bị mất tích đó các bạn. Nên mình nghĩ là chỉ chơi những trò mà có độ an toàn thôi. Ở trong rừng thế này mà mất tích thì không biết đâu mà tìm. Dòng thác này nó chảy trên đá nên là nhìn nước rất là trong và mát lạnh luôn. Rồi đến đây là đã cuối cái đoạn mình có thể tham quan rồi, mình không thể đi xa hơn được nữa. Nên sẽ kết thúc video tại đây.